Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Cuộc Đời Giá Trị. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng giải đáp trong clip sau và đừng quên chia sẻ clip nếu thấy ý nghĩa quý vị nhé. Đàn ông có 5 tính cách này không bao giờ khá được, chỉ có lụn bại. Tính cách thứ nhất, sĩ diện, khoe khoang. Một người đàn ông có thực lực sẽ chẳng bao giờ khoe khoang về những gì mình đang có. Thậm chí họ là người khiêm tốn, chẳng hơn thua hay kèn cựa với ai. Khoe khoang là phẩm chất của người đàn ông bất tài và kém đức độ. Làm việc gì cũng dễ thất bại ê chề. Vậy nhưng, một người đàn ông vô dụng lại rất thích tỏ ra ta đây giàu có, lắm của nhiều tiền. Dù có mức lương khiêm tốn, nhưng họ lại luôn tỏ ra nghèo sang chảnh, khi khoác lên mình hàng loạt hàng hiệu đắt tiền để bằng bạn, bằng bè. Dẫu sao, sau đấy họ sẽ phải trả nợ cả năm cũng chưa hết. Dùng tiền bạc để khoe mẽ và thỏa mãn sĩ diện của bản thân là điều khiến đàn ông này dễ ngập trong nợ nần, sống thiếu thốn, khổ sở về sau này. Nếu là một người đàn ông tử tế, anh ta sẽ biết cách hoạch định tương lai, sắp xếp cuộc sống và quản lý tài chính khoa học. Nhờ thế, không chỉ có khoản tiền tiết kiệm để khởi nghiệp, họ còn là cây tùng cây bách để vợ con hay người thân nương tựa trong nay mai. Tính cách thứ hai, kiêu ngạo, hống hách. Một người đàn ông khôn ngoan luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để vươn lên trong sự nghiệp, chiến thắng chính mình. Họ chẳng bao giờ hài lòng với thực tại, càng không ngủ quên trên chiến thắng. Nhờ thế, càng chăm chỉ lao động, họ càng thành công ngoài mong đợi. Ngược lại, người đàn ông nông cạn, thùng rỗng kêu to, chỉ cần có chút thành tựu đã lên mặt với đời, chẳng xem ai ra gì. Họ nghĩ rằng mình tài giỏi hơn người, đã giàu có nên có quyền xem thường những người nghèo khổ. Kiêu binh thất bại là câu nói rõ nhất để miêu tả kiểu đàn ông này. Thành công và vinh quang sẽ không bao giờ đến với họ bởi sự kiêu căng cũng như sự thiếu nỗ lực hay ngang tàn phách lối một cách thái quá. Tính cách thứ ba, đàn ông lười biếng, không biết nỗ lực. Gia đình có giàu có tới đâu đi chăng nữa cũng không lại nổi sức phá của một người đàn ông lười biếng. Lười biếng thì thường đi kèm với giỏi tiêu pha, ngồi ăn núi lở. Cha mẹ có để lại bao nhiêu tài sản rồi cũng hết. Đàn ông đàn an mà cả ngày cứ ở nhà hết nghịch điện thoại rồi lại ngồi chơi game, lười biếng chẳng động vào việc gì, thì có khác thứ đồ bỏ đi. Không chỉ cha mẹ với bạn đời khó chịu mà hàng xóm láng giềng cũng khinh thường. Kiểu đàn ông như thế thường lại còn mặt dày, nói mãi không nghe, rồi thế nào cũng có ngày tan cửa nát nhà. Thành công không bao giờ là dễ dàng, lại càng không bao giờ dành cho kẻ lười biếng. Một nhà nếu muốn ngày càng tốt lên, không lâm vào cảnh khó khăn bần cùng, thì bắt buộc người đàn ông phải không ngừng nỗ lực, chăm chỉ cầu tiến. Người ta nói, sung túc nhờ chăm, giàu sang nhờ mệnh. Nếu đến chăm chỉ, anh cũng không cố nổi, thì số mệnh nào cứu nổi anh? Tính cách thứ tư, ăn tiêu hoang phí. Không biết trân trọng đồng tiền kiếm được hay tiêu xài hoang phí là con đường ngắn nhất dẫn đến sự lụn bại của nam giới. Ông cha đã dạy, cần kiệm thì thắng, xa hoa thì hỏng. Đàn ông sống mà không biết tiết kiệm, lúc nào cũng vung tay quá chán, phải kiếm tiền bao nhiêu mới đủ cho sự lãng phí đây? Thậm chí, có những người vốn chẳng có bao nhiêu tiền, thế nhưng lại còn cứ cố tỏ ra vẻ, ăn tiêu kiểu đua đòi, rồi chẳng mấy chốc mà trắng tay. Kiểu người kiếm một đồng tiêu hai đồng, kiếm hai đồng tiêu ba đồng, cả đời sẽ không thể giàu nổi, không thể tiết kiệm được tiền. Giống như những người trẻ tuổi bây giờ vậy, tiêu tiền của ngày mai, tháng kiếm 20-30 triệu, tiêu cả 20-30 triệu, ăn sang, mặc hàng hiệu, túi đắt tiền, dẫn đến lúc nào cũng nợ nần chồng chất, không nghèo cũng thành nghèo, thậm chí có khi còn chẳng trả nổi nợ, dẫn đến nhiều bi kịch không tưởng nổi. Đàn ông là trụ cột gia đình, phải biết chi tiêu hợp lý,
không được vung tay quá chán, lãng phí vô độ, bỏ được tiền ra thì phải thu được tiền về. Có thế, cuộc sống mới luôn sung túc đầy đủ, không đẩy chính mình vào con đường cùng. Tính cách thứ 5, không biết sửa chữa thói hư tật xấu. Đàn ông sắm vai trụ cột gia đình mà cứ đầy thói hư tật xấu không sửa được thì tất nhiên sẽ lụn bại sự nghiệp xuống dốc, gia đình tan hoang. Thử nghĩ xem, có bao nhiêu nhà vì có đàn ông nghiện rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút chích, thậm chí là ăn trộm mà trở nên tan vỡ. Một người đó mất hết tương lai chưa nói, hạnh phúc của cả một gia đình cũng sẽ bị những thói hư tật xấu đó hủy hoại. Một nhà muốn phát đạt thịnh vượng thì cần người đàn ông phải biết giữ quy tắc, có đạo đức, làm việc đáng tin cậy, rèn luyện cách sống và lối hành xử tốt đẹp. Đàn ông phải cố hết sức giữ vững bản lĩnh, giữ mình tránh xa thói hư tật xấu ở đời. Mà nếu có nhỡ vướng phải cũng phải nỗ lực mà sửa đi. Một thói xấu không sửa được cũng có khả năng làm sụp đổ cả một gia đình. Mà một người đàn ông có bản lĩnh, nhiễm thói hư rồi lại không thể sửa đổi thì sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Bí quyết đầu tiên, phải có tự tin và phong độ. Đàn ông khi trưởng thành thường sẽ bắt đầu học cách đầu tư cho chính mình, phát triển nội tâm và cách suy nghĩ sâu sắc hơn. Tự tin là phẩm chất rất quan trọng đối với một người đàn ông. Một người đàn ông tự tin sẽ dễ dàng ảnh hưởng, thay đổi người khác, dù cho đó là bạn bè hay đối thủ. Muốn người khác có lòng tin với bản thân, trước hết bạn phải là một người tự tin. Một người đàn ông tự tin có thể chiến đấu trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Một người đàn ông có phong độ giống như một đại dương rộng lớn, không keo kiệt, nhỏ nhặt mà hiểu cách bao dung độ lượng. Phong độ là điểm thu hút ở người đàn ông, giúp bạn có tầm nhìn xa hơn, cũng đem lại cho người khác cảm giác hào phóng, không toan tính. Bí quyết thứ 2, kết bạn với người có chí cầu tiến, có tầm nhìn xa, suy nghĩ thấu đáo. Đàn ông sau khi trưởng thành sẽ bắt đầu lựa chọn và lọc lại vòng bạn bè của mình. Vòng bạn bè trong xã hội sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Nó có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của bạn. Bạn nên giao thiệp rộng, nhưng kết bạn phải có chọn lọc. Kết giao với quân tử, không kết bạn với tiểu nhân. Bạn nên kết bạn với những người ưu tú để học hỏi, kết bạn với những người thực lòng, để khi hoạn nạn còn gặp được chân tình. Kết bạn với những người ngay thẳng, không suy tính thiệt hơn, để khỏi phải luôn đề phòng, xem trong lòng họ đang đo lường, tính toán những gì với mình. Kết bạn với họ không chỉ có lợi cho công việc, cuộc sống của bạn, mà còn giúp bạn nâng cao tầm nhìn, sống thực tế, cởi mở hơn. Thế nhưng, không dễ kết bạn được với họ, đặc biệt là những người ưu tú. Nếu bạn không cùng đẳng cấp với họ, vậy ít nhất bạn phải có tâm hồn đẹp, có trí tuệ, có những nhân phẩm ưu tú nào đó để thu hút họ. Thực ra, cái quan trọng nhất mà những người bạn này cần ở bạn, đó chính là sự chân thành mà không phải là vật chất ngoài thân. Những người bạn có suy nghĩ thấu đáo, họ sẽ biết rõ bạn có xem họ là thật hay không. Nếu bạn chỉ muốn lợi dụng họ, vậy trong lòng họ nhất định sẽ có khoảng cách và đặt bạn ra khỏi vòng bạn bè của mình. Bí quyết thứ 3, học cách nhẫn nại và khoan dung. Trong xã hội có rất nhiều chuyện khiến bạn không thể nào tiếp nhận nổi, nhưng bạn lại không thể ngoảnh mặt bỏ đi. Lúc này rất cần sự nhẫn nại từ bạn. Người đàn ông thành công là người có thể nhẫn những chuyện người khác không thể. Dù người khác có nói bạn ngốc cũng đừng quan tâm. Hãy khoan dung cho tầm nhìn hạn hẹp và tính cách nhỏ nhen của họ. Nếu đã biết bọn họ nói sai, cần gì phải quan tâm đến. Nhẫn nại và khoan dung chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương của người khác, cũng là một cách để bản thân trưởng thành. Bí quyết thứ 4, luôn duy trì tâm trạng tích cực, coi trọng sức khỏe của mình. Sức khỏe là tiền vốn của bản thân. Đàn ông muốn kiếm được nhiều tài phú,
điểm đầu tiên cần làm là nên quý trọng sức khỏe của mình, duy trì tâm trạng lạc quan, vui vẻ. Chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thường xuyên luyện tập thể dục, ngủ đủ giấc. Biết là bạn đang nỗ lực, phấn đấu hết mình vì cuộc sống, nhưng tâm trạng và sức khỏe cũng góp phần quyết định mọi thứ. Bạn không cần chạy bộ mỗi ngày, nhưng đừng quên đi bộ một lát vào mỗi chiều tan sở. Những hành động nhỏ góp phần cho thành công lớn. Muốn có một đầu óc tỉnh táo để làm việc, đừng quên sống vui khỏe, tích cực hơn. Nếu bạn không quý trọng sức khỏe của mình, ai sẽ lo nghĩ cho bạn đây? Bí quyết thứ 5: giữ vững nụ cười, luôn để lịch sự trở thành ấn tượng đầu tiên mà mọi người nghĩ về bạn. Điều quan trọng, khi giao tiếp với mọi người, bạn nên có nụ cười mỉm, lịch sự. Tất cả mọi người đều thích giao tiếp với người thân thiện, dễ gần. Trưởng thành rồi, đừng lúc nào cũng viết chữ buồn lên mặt. Như vậy, chỉ khiến mọi người cách xa bạn mà thôi. Bởi nếu lúc nào bạn cũng buồn bã, người ta sẽ đánh giá bạn là con người tiêu cực và không thích giao tiếp cùng bạn. Ngoài ra, lễ nghĩa cũng là thứ quyết định thành bại. Người lịch sự, biết quan tâm người khác sẽ khiến đối phương dễ có thiện cảm. Từ đó sẽ có nhiều cơ hội thành công đến với bạn hơn.